Kính chào các bạn học viên. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ đến các bạn nội dung của một khóa học tổng quát, đó là khóa học thực hành kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Khi nói đến khóa học này thì chúng ta đã hiểu rằng khóa này là dành cho những người chưa biết gì về kế toán, bắt đầu có nhu cầu chuyển sang ngành kế toán học và làm, thì các bạn sẽ tham gia khóa học dành cho người mới bắt đầu. Thì ở đây Kế toán Việt Hưng sẽ phân ra theo từng lĩnh vực: xây dựng dành cho người mới bắt đầu, sản xuất dành cho người mới bắt đầu, vận tải dành cho người mới bắt đầu và các khóa học khác. Bởi vì khóa này chính là khóa học lồng ghép giữa cơ bản và thực hành. Thì để tìm hiểu nội dung của khóa kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu, các bạn vào website ketoanviethung.vn. Khóa học kế toán, chọn học kế toán doanh nghiệp. Các bạn kéo lôi xuống dưới sẽ có khóa kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Các bạn là click chuột vào. Thứ nhất, các bạn đi tìm hiểu về cái bố cục nội dung của khóa học để chúng ta hiểu sâu hơn trong khóa học này. Các bạn được học những vấn đề gì có đúng với lại nhu cầu của công việc kế toán thực tế cần hay không? Thế thì đối với khóa học này thì thứ nhất là Kế toán Việt Hưng sẽ đi từ cái nguyên lý kế toán, tức là hướng dẫn cho các bạn tổng quan về hệ thống tài khoản kế toán theo hai thông tư 133 và thông tư 200. Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan, tính chất nợ có của các tài khoản kế toán để các bạn phản ánh được đúng các nghiệp vụ vào từng tài khoản, bao gồm các nghiệp vụ liên quan như là nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nghiệp vụ liên quan đến mua hàng, bán hàng, mua mới công cụ, mua mới tài sản cố định, nghiệp vụ liên quan đến nhập xuất kho, kế toán tiền lương và kế toán chi phí, kế toán doanh thu trong doanh nghiệp. Đó là những cái lý thuyết cơ bản liên quan đến nghiệp vụ kế toán. Phần thứ hai, Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về hạch toán các hóa đơn chứng từ của công ty xây dựng lên phần mềm kế toán, sẽ bao gồm thứ nhất là bóc tách đọc hiểu dự toán, thứ hai là hướng dẫn cho các bạn về xử lý số dư đầu kỳ, bao gồm khai báo cơ cấu tổ chức, bộ phận phòng ban, nhân viên, khai báo vật tư, công cụ, tài sản, khai báo số lượng, giá trị tồn của các kho như là kho nguyên vật liệu hoặc kho công cụ, khai báo giá trị còn lại, số kỳ phân bổ còn lại của công cụ và tài sản đang còn giá trị phân bổ, chúng ta mua về sử dụng chưa hết, khai báo cập nhật số dư đầu kỳ của các tài khoản tổng hợp. Nội dung thứ hai của khóa thực hành là hướng dẫn cho các bạn hạch toán các hóa đơn chứng từ tập hợp cho từng công trình liên quan đến là mua nguyên vật liệu, mua công cụ, mua tài sản xuất dùng cho từng công trình, hạch toán nghiệp vụ lương, ngân hàng, bảo hiểm. Cuối kỳ thì phân bổ công cụ, khấu hao, tài sản cố định, xuất kho, vật tư vào cho từng công trình theo dự toán. Kê khai báo cáo các loại thuế như là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế vãng lai, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối năm thì hướng dẫn cho các bạn tính giá thành, lên báo cáo tài chính và in sổ sách, sắp xếp hóa đơn chứng từ theo trình tự. Đó là lần lượt những cái nội dung mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu. Đối với khóa học này thì Kế toán Việt Hưng có các cái hình thức học. Thứ nhất là giáo trình online, tức là một giáo viên hướng dẫn một học viên trên chứng từ của trung tâm. Học phí là 6.700.000. Hình thức thứ hai là lớp online, một giáo viên dạy từ 5 học viên trở lên. Mức phí là 4.200.000 đồng một người. Hình thức học mà Kế toán Việt Hưng hướng dẫn là hình thức học online. Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn các bạn thì bằng UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Sử dụng phần mềm kế toán chủ yếu MISA hoặc là FAT. Bạn nào mà có phần mềm đặc thù mà sử dụng riêng cho công ty thì chúng ta học luôn trên phần mềm của học viên. Thời gian học thì Kế toán Việt Hưng không giới hạn thời gian và số buổi học. Các bạn học nhanh thì kết thúc sớm và chậm thì kết thúc muộn. Thường thì các bạn học khoảng tầm
25 đến 30 buổi là các bạn đã làm được rồi. Còn đương nhiên trong quá trình mà chúng ta làm việc xử lý số liệu, có vấn đề gì không hiểu thì các bạn lại hỏi giáo viên hoặc trung tâm. Kế toán Việt Hưng sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về cái nội dung của khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu và các bạn quyết định đăng ký học thì chúng ta click vào chữ đăng ký học. Các bạn lựa chọn là hình thức học và điền đầy đủ họ tên, thông tin của các bạn vào, sau đó click vào chữ đặt hàng. Hình thức thanh toán, chúng ta thanh toán bằng chuyển khoản hoặc là nộp tiền mặt nếu như mà các bạn qua được trung tâm. Cách thứ hai đăng ký là các bạn có thể vào website làmketoán.vn, click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải và các bạn cũng điền đầy đủ các thông tin để chúng ta đăng ký. Và click vào chữ thanh toán để biết được thông tin số tài khoản của Kế toán Việt Hưng. Đó là cách đăng ký học. Muốn xem thử các cái chứng từ mà Kế toán Việt Hưng biên soạn thì các bạn click vào xem giáo trình online. Lúc này chúng ta không cần login bởi vì chúng ta chưa là học viên của Kế toán Việt Hưng nên không cần tạo tài khoản. Xem thử thì các bạn chỉ cần vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn khóa học kế toán xây dựng và chọn kế toán xây dựng. Đây là bố cục của giáo trình mà Kế toán Việt Hưng đã biên soạn, bao gồm các cái phần được sắp xếp chứng từ theo thứ tự thời gian và đầy đủ tất cả các nghiệp vụ liên quan đến kế toán của công ty xây dựng, bao gồm cả hợp đồng và hồ sơ lương nhân công. Để xem thử thì các bạn xem thử được kế toán phần 2, nhấn vào chữ xem nội dung. Đó, chúng ta xem lần lượt. Nếu như mà muốn nghe video thì các bạn click vào chữ video, sau đó các bạn nhấn play để chúng ta nghe. Zoom to thì các bạn click vào cái mũi tên ở góc trên cùng bên phải của video. Thoát ra thì các bạn nhấn phím ESC, không xem nữa thì chúng ta nhấn đóng lại. Đó là quy trình xem thử giáo trình của Kế toán Việt Hưng. Khi mà các bạn là học viên chính thức thì Kế toán Việt Hưng sẽ cấp quyền cho các bạn truy cập vào các hóa đơn chứng từ cụ thể này để chúng ta hạch toán lên phần mềm kế toán. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn nội dung của khóa học kế toán xây dựng dành cho người mới bắt đầu mà Kế toán Việt Hưng biên soạn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp, các bạn liên hệ đến hotline 0988 680 223 hoặc 0912 929 959. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn trong thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công trong công việc.